Bạn có lấy thêm ảnh để mình chụp thêm chưa? Cái ảnh đầu tiên thì không mất tiền, nhưng mà những ảnh thứ hai là phải mất tiền. Đây là có một cái ảnh không trong... không có phần mềm gì hả? Vâng, em lấy chị Trang bảo để chơi lại cái phần mềm này. Thì ra thì rất dây nhé. Đi luôn nhé. Đi luôn ở đấy, sao đấy? Đó, cái gì rồi? Đấy, mong môn, mày môn nhé. Thì mình còn lấy thêm ảnh đúng không? Thôi. Thì một ảnh đấy đi. Lấy một ảnh đấy, em quay cái gì đó. Đấy, hám hồn mà. Đây, cho em một cái ảnh. Vâng. Cho hai ảnh. Thông thường là đấy, đấy mà chỉ có chú môi đấy. À. Như kiểu đất đơn, như kiểu đang buồn hay nhỉ? Chúng như con cá đi. Là cá đấy. Đấy, tay. Vâng, quay ạ. Dạ. Rõ nhỉ. Vâng. Lần đầu tiên đi siêu âm thì nhìn rõ thế này đấy ạ. Còn tất cả những lần trước là nó cứ che tay rồi che chân xong đủ cái kiểu, chưa bao giờ mà thấy được hẳn cả toàn mặt thế này ạ. Vâng. Ông người hay nào? Người Đức ạ. Đấy, nhìn cái chim chưa? Vâng. Không sợ vì tinh hoàn lạc kêu ấy. Hết 4 triệu rồi. Vâng.